Và Hari Won sẽ làm đám cưới vào ngày 25 tháng 12. Cặp đôi đã lên kế hoạch cho hôn lễ nhưng vẫn chưa chia sẻ rộng rãi thông tin này. Hari Won và Trấn Thành chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào bên nhau trong chuyến lưu diễn châu Âu. Trấn Thành cho biết, tour diễn lần này của anh kéo dài từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11. Nam diễn viên có dịp dừng chân tại các thành phố lớn, nơi có nhiều kiều bào Việt Nam sống và làm việc. Trấn Thành từng lưu diễn nước ngoài khá nhiều, nhưng lần này đặc biệt hơn vì có bạn gái Hari Won đi cùng. Mới đây, có một tin đồn cặp đôi sẽ làm đám cưới vào ngày 25 tháng 11. Tuy nhiên, Hari đã lên tiếng phủ nhận vì từ ngày 18 tháng 11 cho đến ngày 2 tháng 12, cô có chuyến lưu diễn ở Mỹ cùng Trấn Thành, Anh Đức và một số nghệ sĩ khác. Theo nguồn tin riêng, đám cưới của Trấn Thành và Hari Won sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 12 tại một trung tâm hội nghị lớn ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Một vài nghệ sĩ đã được cặp đôi mời dự đám cưới từ cả tháng trước. Trấn Thành và Hari đang ráo riết tìm ekip để chụp ảnh và may trang phục cưới. Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa xác nhận thông tin này với báo chí. Những ngày này, cặp đôi đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau ở châu Âu. Trấn Thành cho biết, anh và Hari có cơ hội khám phá vẻ đẹp của Cộng hòa Séc, Na Uy, Pháp và Anh. Hầu hết khán giả đều dành nhiều tình cảm cho cặp đôi. Trấn Thành vừa ra mắt DVD live show Bình Tĩnh Sống hôm ngày 25 tháng 10, nên anh tranh thủ chuyến lưu diễn này để gặp gỡ và ký tặng cho bà con kiều bào. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!